Với Quốc Minh thì là một cậu bé rất là lanh lợi. Phúc thấy là trong một năm học vừa qua là bé viết chữ rất đẹp. Riêng bé Minh Hà khi vào cái môi trường đó thì bé Minh Hà được tiếp xúc với lại các bạn nhỏ khác, vui vẻ chịu nói chuyện với gia đình hơn. Quyết định cho con học ở quốc tế Việt Úc là một sự lựa chọn đúng đắn. VES, hệ thống trường học chuẩn quốc tế Cambridge lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, ưu đãi giảm học phí lên đến 30 triệu đồng, giảm 3% học phí trọn năm, miễn 100% phí kiểm tra đầu vào. Đăng ký ngay.